Hi, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình đặt video này mình quay là thời điểm này tụi mình bắt đầu vào lần giãn cách lần thứ 2 trong tháng 7 này. Và lần này sẽ giãn cách khu vực miền Nam của mình thêm 14 ngày nữa là tới hết mùng 1 tháng 8 thì tụi mình mới được quay trở lại công việc. Mà cũng không biết chắc rằng là sẽ có được quay trở lại công việc hay là không. Bởi vì ca nhiễm thì mỗi ngày một tăng lên và mọi người cũng đã thất nghiệp rất là lâu rồi. Những người mà là những ngành dịch vụ giống như tụi mình đã vào nhà từ hồi tháng 6 cho tới thời điểm này là cũng được 2 tháng rồi. Không biết là các bạn ở nhà thì các bạn đã làm những cái gì để mà giảm bớt stress cho mình. Khi mà mình ở trong nhà nhiều, mình không có được ra ngoài, không có được tiếp xúc nhiều thì mình cũng dễ bị stress này. Và khi mà bản thân mình không có được hoạt động nhiều thì mình cũng dẫn đến những cái lo âu bất chợt. Và bản thân mình cũng mới bị cái trường hợp lo âu đấy. Thì sau đây là một vài cách mà bản thân mình đã sử dụng để mà làm cho bản thân mình không có bị stress, không bị lo âu trong những ngày dịch mà ở nhà quá nhiều như thế này. Đầu tiên là mình sẽ quay TikTok, nghe thì nó cũng rất bình thường đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn lên TikTok rồi, các bạn có thể tốn rất là nhiều thời gian để lướt nó, để coi nó, coi một hồi mình cũng chán. Nhưng mà mình áp dụng cái biện pháp là mình sẽ quay TikTok, mình sẽ sử dụng những cái gì mà mình cảm thấy vui nhất, mình khám phá bản thân mình ở trên những cái góc độ gương mặt nó đẹp nhất. Mình học hỏi được nhiều cái, như là có những bạn bạn chuyên về dancer, bạn nhảy rất là hay, bạn chia sẻ những đoạn clip ngắn thì mình áp dụng cái biện pháp đấy để mình học nhảy tại nhà. Ở chỗ mình đang quay là gần đường nhà mình, xe tải đã đi ngang qua rất là nhiều nên sẽ đôi khi sẽ có những cái tiếng ồn làm các bạn không vui, các bạn thông cảm cho mình nha. Khi mà mình quay TikTok rồi mình được kết nối rất là nhiều bạn ở khắp mọi nơi, ở trên đất nước, thậm chí là nước ngoài, thì mình cảm thấy là có một cái sự kết nối gì đó rất là hay ở đây. Đương nhiên là mình sẽ không có dành nguyên một ngày để mà mình coi TikTok hay mình quay TikTok, nhưng mà mình sẽ dành khoảng nửa tiếng một ngày đó để mình coi những cái gì hay nhất, để mình chọn lọc ra và coi như nó là một cái giải stress cho bản thân mình. Điều thứ hai là mình sẽ quay YouTube. Quay YouTube với nhiều chủ đề khác nhau, nhiều kiểu khác nhau. Quay vlog như thế này, ngồi chia sẻ như thế này, hoặc là quay khung cảnh, hoặc là mình tập luyện để mình chia sẻ đến với các bạn, hoặc là mình làm ASMR, hoặc là làm rất là nhiều kiểu khác nhau để mình kết nối được với mọi người. Thì khi mà lên blog rồi, lên YouTube rồi thì mình học được rất là nhiều thứ ở trên đó, từ những cái cách mà các bạn ở quốc gia khác các bạn trình bày cái phần diễn đạt của mình lên trên cái nội dung video đấy, hoặc là cách các bạn set up máy quay, cách các bạn sống ở trong cuộc sống như thế nào, thì mọi thứ nó được thu gọn ở trong một đoạn clip như vậy. Thì mình cảm thấy là hào hứng với cái điều đấy, và mình cảm thấy quay YouTube nó cũng là một công việc freelancer cho chính bản thân mình. Và cái điều thứ ba mình học được đó chính là ngồi thiền. Gần đây thì mình có coi kênh YouTube của Minh Niệm, vị sư ấy có chia sẻ về việc là thiền, thì mình cảm thấy là thiền là một cái gì đó mà trước đây mình nghe, nhưng mà khi mình thực hành rồi thì mình cảm thấy rất là thú vị. Và các bạn biết là ngồi thiền thì các bạn có thể cảm nhận được hơi thở bản thân mình, tập trung hoàn toàn vào sâu bên trong mình, và có thể tạo cho mình một cái khoảng thời gian ngắn nhất trong ngày sau những cái bộn bề cuộc sống, để mình quay về với chính bản thân mình, để mình có thời gian mình ngồi lắng lại, mình không suy nghĩ gì cả, chỉ là mình cảm nhận bản thân mình thôi, mình thải những cái năng lượng độc hại ra ngoài để mình tiếp nhận những cái luồng không khí tốt nhất, và mình có thể là có một cái khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày. Ở thế kỷ này mà tìm ra được một cái thời gian yên tĩnh trong ngày giống như ngày xưa thì nó là khó, thì bây giờ mình chỉ có thể sử dụng phương pháp ngồi thiền là một cái phương pháp tốt nhất. Mình cảm thấy phương pháp đấy là phương pháp trị liệu rất là hay. Ngồi thiền nó không đơn giản là các bạn ngồi hít thở, các bạn cũng có thể ngồi thiền trong lúc mà các bạn đang làm việc, tức là các bạn chỉ tập trung vào hơi thở của bản thân mình. Các bạn cũng có thể thiền trong lúc ngủ, các bạn loại bỏ hết những cái dòng suy nghĩ ra khỏi đầu mình và các bạn tập trung vào hơi thở của mình để mình có thể hít vào và thở ra, đi vào giấc ngủ một cách dễ hơn. Mình đưa phương pháp thiền vào trong cái đạt những cái hành động của bản thân mình và vùng nghị lực này, đó là một cái phương pháp rất là hay. Các bạn có thể luyện tập nó trong thời gian được nghị lực này, và khi mà các bạn bước lại công việc cũ rồi thì cái phương pháp này nó cũng là một cách để các bạn có thể giải stress sau những giờ làm việc. Thứ tư là cái điều mà tất cả mọi người đều đề cập đến, đó là cái nấu ăn. Mình cảm thấy là bình thường mình không có nhiều thời gian để mình nấu ăn một cách rất là vội vàng tại vì mình cũng rất là bận thôi. Thì bây giờ mình có thời gian để mình ngồi suy nghĩ ra mình ăn cái gì và mình thông thả mình nấu cái món đấy. Đương nhiên là mình không phải thông thả nấu bữa ăn hết một ngày hay là hết một buổi sáng, hết một buổi chiều, mà mình có thể là cảm nhận được cái món ăn mình đã nấu và mình có thời gian để mình nghiên cứu nhiều hơn về cái bữa ăn của mình. Thì mình cảm thấy là cái việc mà phát triển khả năng nấu ăn của bản thân mình nó cũng là một cái rất là hay. Các bạn có thể đào sâu nhiều hơn về công thức
nấu ăn này, các món ăn, và các bạn có thể làm mới bản thân mình hơn nhờ việc nấu ăn này. Như vậy nó cũng sẽ một cái rất là thú vị ở một cái góc khác ở trong cuộc sống. Đương nhiên là những bạn nào mà đang còn bị kẹt lại ở cái vùng dịch này, cái nơi đấy không thể nấu ăn được, thì điều đấy nó cũng là một cái rất là buồn. Nhưng mà nếu mà bạn nào có thể nấu ăn được vào mùa này và nấu ăn theo kiểu tiết kiệm chi tiêu như cái blog mình đã từng chia sẻ những video trước, thì mình cảm thấy nó cũng là một cái điều gì đó rất là thú vị. Và một cái điều nữa là khi mà các bạn bước vào cái mùa giãn cách này, thì một cái điều tụi mình học được luôn luôn là phải biết dè sẻ chi tiêu và chia nó ra thành từng khoản khác nhau, và phải cân nhắc kỹ trước khi mà chi một cái gì đó. Và điều này là cái điều tất yếu, không phải ai cũng biết và không phải ai cũng không biết, đúng không? Rất là thú vị. Với cái mùa giãn cách này, đương nhiên là nó sẽ có những cái nỗi buồn, nhưng mà nếu mà mình tập trung vào cái nỗi buồn đấy thì nó cũng không thể nào giúp mình vượt qua được. Thì đầu tiên là mình phải tìm cái niềm vui ở trong cái nỗi buồn đấy để mình vượt qua nó, chứ nếu mà mình buồn hoài thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe bản thân mình. Và mình muốn nhắc các bạn cái điều cuối cùng là các bạn hãy dành thời gian để tập thể dục. Trẻ mỗi người là khác nhau, nặng mỗi người là khác nhau, và tùy theo tình hình sức khỏe của mỗi người cũng khác nhau. Các bạn có thể tìm cho mình những cái bài tập phù hợp, những cái dạng tập thể dục phù hợp, rồi khi mà sức khỏe của bạn đã vượt lên cao hơn một chút thì các bạn có thể nâng cao cái khả năng tập của mình nhiều hơn một chút. Cái việc mà tập thể dục nó giúp cho các bạn duy trì sức khỏe là một, thứ hai là lân cốt của các bạn nó không có bị hư. Không bị hư ở đây tức là nó không có bị dẫn đến những cái bệnh như là về đốt sống này, không bị thoái hóa, không bị vôi hóa, thì nó sẽ giúp cho các bạn khỏe mạnh hơn. Nếu mà cơ thể của bạn, xương khớp của bạn nó bị vôi hóa thì nó sẽ rất là đau và nó sẽ rất là khó chịu trong quá trình là mình ngồi làm việc này, hoặc là mình ngồi nếu bạn bị đau lưng chẳng hạn, thì các bạn ngồi lâu các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà nếu các bạn tập thể dục, cơ thể của các bạn, những cái phần bộ phận, những cái phần xương đó lâu ngày nó không được hoạt động, thì tập thể dục là các bạn hoạt động hết một cái cơ thể của bạn luôn, thì nó có cơ hội để nó được hoạt động, thì cơ thể của bạn nó sẽ được khỏe hơn phần mềm. Và video của mình chỉ ngắn gọn đến như thế thôi. Mình rất là hy vọng các bạn có thể dành thời gian để khám phá cho bản thân mình nhiều hơn trong lĩnh vực khám phá một cái gì đó mà bản thân mình trước đây chưa làm, hoặc là dành thời gian nhiều hơn cho bản thân mình, cho gia đình của mình, hoặc là nhìn thêm một cái góc độ nào đó mà bản thân mình trước đây chưa hướng tới. Hy vọng là trong buổi tập này mình và các bạn sẽ luôn giữ cho mình một cái tinh thần thật là lạc quan. Đương nhiên là phải cố gắng chia sẻ chi tiêu để chuẩn bị cho một cái bước mới trong tháng tới này. Mình không biết trước được là trong tháng 8 này có bị giãn cách thêm nữa hay không, nhưng mà mình cũng hy vọng là mọi người sẽ hãy ở nhà và mua sắm online, đặt online để mọi người nhận hàng tại nhà để hạn chế ra đường hơn, áp dụng những biện pháp mình nói trên để cuộc sống trở nên thú vị hơn. Cảm ơn các bạn, và hãy kết nối với mình trên Instagram, mình sẽ để link ở đây. Mình sẽ quay lại với các bạn vào mỗi tuần nha. Xin tạm biệt.